Xin chào các em, thầy rất vui khi gặp lại các em trong chương trình ôn tập hệ thống kiến thức môn hóa học lớp 12. Ở hai tiết trước, chúng ta đã hoàn thành hai hoạt động của chủ đề este và lipid. Thì hôm nay, chúng ta đi vào hoạt động cuối cùng, đó là hoạt động vận dụng. Trong hoạt động này, thầy cũng chia nội dung kiến thức làm hai phần. Phần 1, bài tập định tính, và phần 2, bài tập định lượng. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất, một số bài tập định tính. Câu 1. Thủy phân 1 triglyceride X bằng dung dịch natri oxit thu được hỗn hợp muối natri oleat và natri stearat có tỷ lệ mol tương ứng là 1,2 và glycerol. Có bao nhiêu triglyceride X thỏa mãn tính chất trên? Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Như vậy nhìn theo đề cho thì chúng ta thấy là X nó chứa hai gốc oleat và stearat có tỷ lệ mol tương ứng là 1,2. Tức là một gốc oleat và hai gốc stearat. Vậy thì X có thể có những công thức cấu tạo sau đây. Thứ nhất là hai gốc stearat C17H35COO nằm kề nhau. Thứ hai là hai gốc C17H35COO nó nằm hai đầu và cái góc C17H33COO nằm ở giữa. Như vậy chúng ta có hai đồng phân của X thỏa mãn đề bài cho. Cho nên đáp án đúng ở đây là đáp án C. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2. Sao phong hóa một lượng hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch natri oxit dư thu được glycerol và hỗn hợp 3 muối không có đồng phân hình học. Công thức cấu tạo thu gọn của 3 muối đó là? Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Như vậy để làm được câu này thì chúng ta phải nhớ một số cái công thức chung của các cái este. Ví dụ este NO đơn chức bạch hợ có công thức chung là CnH2NO2. Este NO hai chức mạch hở có dạng là CnH2N-2O4. Còn ở đây ứng với công thức phân tử là C10H14O6. Nó ứng với cái công thức chung là CnH2N-6O6. Thì đây là este ba chức không no có một liên kết đôi CC. Với este có dạng như vậy thì có thể viết công thức của este này như sau. Đó là R1COO CH2, R2COO CH và R3COO CH2. Khi thủy phân thì thu được glycerol và 3 muối. Như vậy chúng ta thấy là tổng số nguyên tử carbon trong 3 muối này phải là bằng 7 vì glycerol là chứa 3C. Và tổng số liên kết đôi CC trong 3 muối này là bằng 1. Như vậy 1 trong 3 muối là có chứa liên kết đôi CC. Với cái điều kiện như vậy thì chúng ta thấy đáp án A là thỏa mãn tính chất của đề bài cho. Tổng số nguyên tử carbon trong 3 muối của đáp án A là 7 và có một muối là chứa có chứa liên kết đôi CC. Hoặc chúng ta cũng có thể tính đơn giản như sau, tính cái số liên kết pi trong phân tử C10H14O6 theo công thức là số nguyên tử carbon nhân 2 cộng 2 trừ số nguyên tử hydro chia 2 là bằng 4. Như vậy tổng số liên kết pi trong phân tử C10H14O6 là bằng 4. Nhưng mà chất này là triete, tức là nó có ba cái nhóm COO có ba liên kết pi. Như vậy cái số liên kết pi còn lại trong tổng ba gốc R1, R2 và R3 này là bằng 1. Rồi tương tự như vậy chúng ta có thể chọn đáp án A. Ta qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. Chất X tác dụng với dung dịch natri oxit vừa đủ thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong N3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch natri oxit lại thu được Y, chất X là.
Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Nhưng mà chúng ta thấy là chất X khi thủy phân trong natri hydroxit thì thu được hai chất hữu cơ là Y và Z. Z lại tác dụng được với bạc nitrat trong N3 thu được chất hữu cơ T. Như vậy Z có thể là anhydride. Và chất Z tác dụng với bạc nitrat thu được chất T. Như vậy Z và T thì có cùng số nguyên tử carbon. T lại tác dụng được với dung dịch natri hydroxit thu được chất Y. Như vậy Y, Z, T là những chất có cùng số nguyên tử carbon và Z có thể là anhydride. Như vậy với phân tích như vậy chúng ta thấy là chất ở đáp án A là phù hợp với dự kiện bài toán. Cụ thể nó có các cái phương trình phản ứng như sau. Khi thủy phân chất A trong natri hydroxit thì thu được natri acetat và anhydride tương tự tương ứng là Y và Z. Z tác dụng với bạc nitrat trong N3 thu được chất hữu cơ T, ở đây là amoni acetat. Chất T này tác dụng với natri hydroxit thì thu được natri acetat, tức là chất Y. Vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án A. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 4. STX mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Đúng nóng amonic trong dung dịch natri hydroxit vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong N3 thu được 4 amon bạc. Biết các phản xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là. Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Như vậy chúng ta thấy là X là este mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Như vậy là este đơn chức. Đúng nồng amonic với natri hydroxit thì thu được dung dịch Y. Y tác dụng với bạc nitrat trong N3 dư thu được 4 amon bạc. Chú ý ở đây là 4 amon bạc. Như vậy thì trong Y phải có hai chất có khả năng tham gia phản tràng bạc. Vậy X thủy phân trong dung dịch natri hydroxit mà thu được hai chất có khả năng tham gia phản tràng bạc, theo các em X là chất nào? Để ý rằng thì chúng ta thấy chất ở đáp án D là phù hợp. Cụ thể như sau. Chất này khi thủy phân trong dung dịch kiềm thì thu được natri format và anhydride propionic. Cả hai chất này đều có khả năng tham gia phản tràng bạc theo hai phương trình như trên. Vậy đáp án đúng ở đây là D. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Có các phát biểu sau. Có 5 phát biểu. Số phát biểu đúng là. Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Thì đối với câu hỏi này thì chúng ta phải đi phân tích từng phát biểu. Bây giờ chúng ta đi phân tích. Phát biểu A. Số nguyên tử hydro trong phân tử este đơn chức và este đa chức luôn là số chẵn. Phát biểu này đúng. Phát biểu B. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn. Phát biểu này cũng đúng. Người ta thường dùng phản hydro hóa. Phát biểu C. Nhiệt độ sôi của este cao hơn nhiệt độ sôi của ancol có cùng khối lượng phân tử. Phát biểu này là sai. Như chúng ta biết, nhiệt độ sôi của este thì thấp hơn nhiệt độ sôi của ancol. D. Sản phẩm của phản ứng sa phong hóa chất béo là glycerol và các axit béo. Phát biểu này cũng sai. Sa phong hóa chất béo chúng ta thu được glycerol và các muối của axit béo. E. Sa phong hóa phenin format bằng dung dịch natri hydroxit dư thu được sản phẩm chứa hai muối. Phát biểu này cũng đúng. Đây là este của phenol, cho nên khi thủy phân trong dung dịch kiềm thu được hai muối.
Vậy số phát biểu đúng là 3 phát biểu, chúng ta chọn B. Như vậy thầy đã giới thiệu một số bài tập định tính giúp các em nhớ lại kiến thức lý thuyết. Bây giờ chúng ta đi vào một số bài tập định lượng. Trước khi vào bài tập định lượng thì thầy cần các em chú ý một số đặc điểm sau. Thứ nhất là phản thủy phân giải te trong môi trường axit. Em nhớ lại là thủy phân giải te trong môi trường axit thì thường thu được axit carboxylic và ancol. Và đặc điểm của phản thủy phân giải te trong môi trường axit là phản thuận nghịch. Cho nên các cái bài toán liên quan đến phản thủy phân giải te trong môi trường axit thì thường là có hiệu suất. B là phản thủy phân giải te trong môi trường kiềm. Thủy phân giải te đơn chức trong môi trường kiềm thì chúng ta thường thu được muối và ancol tương ứng, và đây là phản một chiều. Một trường hợp chúng ta cũng cần chú ý đó là giải te của phenol. Khi thủy phân giải te của phenol trong môi trường kiềm, chúng ta thu được hai muối và tỷ lệ số mol của giải te và số mol natri oxit là 1:2. Cho nên khi thủy phân giải te đơn chức trong môi trường kiềm, cụ thể ở đây là natri hydroxit, nếu theo tỷ lệ 1:2 thì chúng ta có thể kết luận đó là giải te của phenol. Đó là một số đặc điểm các em cần chú ý trước khi vào một số bài tập định lượng cụ thể. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, bài tập vận dụng câu số 1. Giải te X có công thức phân tử C4H8O2 đun sôi 4,4 gam X với 200 gam dung dịch natri hydroxit 3%. Đến khi phản xảy ra hoàn toàn, cố càng dung dịch sau phản ứng, thu được 8,1 gam chất rắn khang. Công thức cấu tạo thu gọn của X là? Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Đây là bài toán thủy phân giải te, cụ thể là thủy phân giải te trong môi trường kiềm. Như vậy chúng ta thấy là dễ dàng tính được số mol của giải te là 4,4 chia tầm 8 là 0,05 mol. Số mol của dung dịch, số mol của natri hydroxit là 0,15 mol. Phương trình phản thủy phân giải te này có dạng như sau. Rồi số mol của giải te là 0,05, số mol của natri hydroxit là 0,15. Phản thủy phân giải te này theo tỷ lệ là 1:1. Như vậy ở đây là giải te hết còn natri hydroxit dư. Vậy thì muối tính theo số mol của ete 0,05 và natri hydroxit còn dư là 0,1. Ở đây các em chú ý, khi cố càng dung dịch sau phản ứng thì chắc rằng ở đây là muối natri của axit thu được và natri hydroxit còn dư. Nhiều em thường quên cái natri hydroxit còn dư, tính khối lượng chất rắn thì chỉ tính cái khối lượng của muối, thành ra là đáp án không chính xác. Cụ thể như sau, khối lượng chất rắn là bằng khối lượng của muối cộng khối lượng của natri hydroxit dư, chúng ta là 8,1. Từ đây chúng ta suy ra R là bằng 15, tức là góc C 3. Vậy công thức phân tử của X là C 3 COO CH5. B là đáp án đúng. Chúng ta qua câu hỏi số 2, có nội dung như sau. Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit carboxylic no đơn chức mặt hở và một ancol đơn chức có số nguyên tử carbon trong phân tử khác nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol nước. Thực hiện phản ứng ete hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thì thu được P gam ete, giá trị của P là? Như vậy đối với bài toán này chúng ta thấy là đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm axit no đơn chức mặt hở và một ancol đơn chức, người ta chưa nói là no hay là không no. Nhưng mà các em chú ý rằng là khi đốt cháy axit
carboxylic nó đơn chức mặt hở thì số mol CO2 bằng số mol nước. Còn ở đây là hỗn hợp này khi đốt cháy thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2. Cho nên ăn cồn ở đây là phải ăn cồn no đơn chức mặt hở. Vậy chúng ta đặt công thức chung của axit, đó là CnH2NO2, còn ăn cồn là CmH2m cộng 2O với số mol tương ứng là A và B. Với điều kiện là N và M lớn bằng 1, N phải khác M, tức là số nguyên tử carbon trong hai phân tử này là khác nhau. Chúng ta có phương trình phản ứng đốt cháy của axit và ăn cồn như sau. Như vậy dễ dàng chúng ta tính được số mol của ăn cồn thì chính là bằng số mol của nước trừ CO2 bằng 0,1 mol. Như vậy suy ra B là bằng 0,1. Mặt khác chúng ta thấy là bảo toàn khối lượng thì khối lượng của oxy chính là bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng nước trừ đi khối lượng của hỗn hợp axit và ăn cồn này. Chúng ta tính ra được là 12,8. Và từ đó suy ra số mol của oxy là 0,4. Có số mol oxy rồi thì chúng ta áp dụng định luật tiếp theo là định luật bảo toàn nguyên tố oxy. Số mol oxy có trong axit là 2A, cộng với số mol của oxy có trong ancol là 0,1, cộng số mol của oxy có trong O2 là 0,4 nhân 2 bằng số mol của oxy có trong CO2 và số mol của oxy có trong nước. Như vậy chúng ta dễ dàng tìm được A, tức là số mol của axit là bằng 0,05. Ngoài ra chúng ta có khối lượng của hỗn hợp ancol và axit. Cụ thể đây là khối lượng của axit 14N cộng 32 nhân với 0,05 cộng với khối lượng của ancol, tức là 14M cộng 18 nhân 0,1 bằng 7,6. Giải phương trình này thì chúng ta có cái phương trình là N cộng 2M bằng 6, và chúng ta có cả cái trường hợp sau. Thứ nhất là N bằng 2, M bằng 2. Trường hợp này là loại do N khác M. Tiếp theo là N bằng 4 và M bằng 1. N bằng 4 thì chúng ta có công thức của axit tương ứng là C3H7COOH, và M bằng 1, ăn cồn tương ứng là CH3OH. Trường hợp này là hợp lý. Chúng ta chú ý rằng C3H7COOH là axit, ở đây có hai đồng phân. Tuy nhiên đề bài không yêu cầu xác định công thức cấu tạo của axit mà yêu cầu xác định cái khối lượng của este thu được. Cho nên chúng ta chú ý cũng không phụ thuộc vào cấu tạo của axit. Cụ thể phương trình phản ứng este hóa như sau. Với số mol của axit là 0,05, số mol của ancol là 0,1. Như vậy ở đây este tính theo số mol của axit, tức là 0,05. Đây là số mol tính theo lý thuyết. Vậy thì khối lượng của este thực tế thu được với hiệu suất là 80%, chúng ta có P bằng 0,05 nhân M lớn của este nhân với 80 chia 100 bằng 4,08 gam. Cho nên đáp án đúng của câu này là đáp án B. Đây là bài toán liên quan tới phản ứng este hóa và hiệu suất của phản ứng. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Khi thủy phấn hoàn toàn agam 1 triglycerid A thì thu được 0,92 gam glycerol, 3,02 gam natri linoleat và m gam natri oleat. Giá trị của A và M lần lượt là. Với bài tập số 3 này chúng ta thấy là B cho thủy phân agam triglycerid A thì thu được 0,92 gam glycerol, 3,02 gam natri linoleat
Như vậy chúng ta dễ dàng tìm được số mol của glycerol là 0,01, số mol của natri linoleat là bằng 0,01. Như vậy chúng ta thấy là tỷ lệ số mol của natri linoleat và glycerol là 1:1, chứng tỏ trong A có một gốc linoleat, vậy thì gốc oleat còn lại là phải hai gốc. Với tỷ lệ như vậy thì chúng ta tính được số mol của natri oleat là 0,02 mol, và số mol của natri rosid ở đây thì theo tỷ lệ là glycerol và natri rosid là 1:3. Như vậy số mol của natri rosid ở đây là cũng 0,03. Có số mol của natri oleat rồi thì chúng ta dễ dàng tìm được khối lượng của nó là bằng 304 nhân với số mol tương ứng là 0,02 bằng 6,08 gram. Như vậy M bằng 6,08. Còn để tính khối lượng của triglyceride A thì chúng ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Khối lượng của A cộng khối lượng của natri rosid là bằng khối lượng của hai muối cộng với khối lượng của glycerol. Như vậy từ đó chúng ta dễ dàng tìm được khối lượng của triglyceride A, tức là A bằng 8,82 gram. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án A. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Đốt cháy hoàn toàn một ete đơn chức mạch hở, phân tử có liên kết pi nhỏ hơn 3, thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí oxy đã phản ứng, các thể tích khí đó ở điều kiện cùng điều kiện. Cho m gam x tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch cao hoạt 0,7 m, thu được dung dịch y, cố càng dung dịch y thu được 12,88 gam chất rắn khang, giá trị của m là. Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Như vậy ở đây bài toán cho ete đơn chức mạch hở chưa biết là no hay là không no, cho nên chúng ta đặt công thức của ete đơn chức x là CxHiO2, và chúng ta có phương trình đốt cháy như sau. Theo giả thiết thì thể tích của CO2 là bằng 6/7 lần thể tích của oxy phản ứng. Như vậy chúng ta suy ra được biểu thức là x bằng 6/7 nhân gió x cộng y trên 4 trừ 1. À, làm gọn biểu thức này thì chúng ta có x bằng 3/2 y trừ 6. Với biểu thức này thì chúng ta có cái giá trị hợp lý của x và y, tức là x bằng 3 và y bằng 6. Nên công thức phân tử của x là C3H6O2. Với công thức C3H6O2 thì có hai đồng phân cụ thể như sau. Vậy để giải bài toán này thì chúng ta phải chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu x là metin acetat, chúng ta có phương trình phản thủy phân của metin acetat với kali rosid. Rồi x là số mol của metin acetat thì số mol của kali rosid là x, và số mol muối tạo thành cũng là x. Và chúng ta có khối lượng chất rắn chính là khối lượng của kali acetat cộng với khối lượng của kali rosid ở đây dư. Chú ý các em là kali rosid ở đây là có thể còn dư. Như vậy chúng ta sẽ có biểu thức là 98x cộng cho 56 nhân 0,14 trừ x là bằng 12,88. X ở đây là số mol của cao hoạt phản ứng, cho nên x phải có giá trị là nhỏ hơn hoặc bằng 0,14. Giải ra ở đây chúng ta được x bằng 0,12, tức là nhỏ hơn 0,14 là hợp lý. Từ đây chúng ta suy ra cái
Khối lượng của ST ban đầu là 0,12 nhân 74 bằng 8,88 gram. Trường hợp thứ hai, nếu X là ethyl format, tức là HCOCH5, thì chúng ta có phương trình cũng tương tự. Và chúng ta tính được khối lượng của chất rắn. Dựa vào khối lượng của chất rắn thì chúng ta suy ra được X là bằng 0,18. 0,18 thì lớn hơn 0,14, cho nên giá trị của X này là không thỏa mãn. Như vậy, đối với bài toán này thì giá trị đúng của X là 0,12 và tính ra được M bằng 8,88 gram. Cho nên đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án C. Thầy cũng lưu ý rằng là nếu khi chúng ta làm trường hợp 1, nếu như ra giá trị X hợp lý là 0,12 và M là 8,88 gram rồi thì chúng ta chọn đáp án ngay, không phải làm trường hợp 2 thì chúng ta làm trắc nghiệm. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 5. Khi cho 0,15 mol ete đơn chức X tác dụng với dung dịch natri oxit dư, sau khi phản ứng kết thúc thì thu được natri oxit lượng natri oxit phản ứng là 12 gram và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gram. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là, có 4 đáp án để các em lựa chọn. Như vậy ở đây đề cho là số mol của ETX đơn chức là 0,15 mol. Số mol của natri oxit chúng ta cũng dễ dàng tính được là 12 chia cho 40 là 0,3. Như vậy tỷ lệ số mol của X và natri oxit là 1,2. Như chúng ta đã chú ý, khi mà ete đơn chức tác dụng với natri oxit theo tỷ lệ 1,2 thì X phải là ete của phenol. Nó có dạng là RCOOC6H4R. Và chúng ta có phương trình như sau. Số mol của X là 0,15, số mol của natri oxit là 0,3 và số mol của hai chất tương ứng. Các em chú ý ở đây là đề cho là tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gram. Thì các em chú ý hai chất hữu cơ đó là RCONA và R-C6H5-C6H4ONA. Còn nước như chúng ta biết đây là hợp chất vô cơ. Vậy thì tổng khối lượng hợp chất hữu cơ thu được chính là khối lượng của hai chất này. Chúng ta dựa vào khối lượng của hai chất đó, cụ thể là R cộng số 7 nhân 0,15 cộng cho R phẩy cộng 115 nhân 0,15 là bằng 29,7. Chúng ta suy ra được là R cộng R phẩy bằng 16. Với R cộng R phẩy bằng 16 thì chúng ta có hai trường hợp. Thứ nhất là R bằng 1 và R phẩy bằng 15, tức là R là hydro và R phẩy là góc CH3. Thì chúng ta có ete đó là HCOOC6H4CH3. Chất này có 3 đồng phân như tiết trước chúng ta đã viết, tương ứng với 3 vị trí của nhóm CH3, đó là octo, meta và para. Trường hợp thứ hai là R bằng 15 và R phẩy bằng 1, tức là R là nhóm CH3 và R phẩy là hydro. Thì chúng ta có một đồng phân nữa là CH3COOC6H5. Như vậy tổng cộng chúng ta có số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là 4 đồng phân. A là đáp án đúng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 với nội dung như sau. Hỗn hợp E gồm ete đơn chức X và ete hai chức Y, XY đều no, mạch hở. Xà phong hóa hoàn toàn 40,48 gram E, cần
vừa đủ 560 ml dung dịch natri hydroxit 1 m, thu được 2 muối có tổng khối lượng là m gam và hỗn hợp T gồm 2 ancol có cùng số nguyên tử carbon. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được 16,128 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 19,44 gam nước. Giá trị của M gần nhất với giá trị nào sau đây? Có 4 đáp án để các em lựa chọn. Như vậy đối với bài toán này chúng ta thấy hỗn hợp E là gồm ete, 2 ete, X đơn chức và Y là hai chức, đều nó mạch hở. Thì khi thủy phân sẽ thu được hai ancol. Hai ancol này cũng là hai ancol no và mạch hở. Và chúng ta thấy là khi đốt cháy hỗn hợp hai ancol thì ta tính được số mol của CO2 là 0,72 và số mol nước là 1,08. Như vậy dễ dàng chúng ta tính được số mol của hỗn hợp hai ancol là 0,36. Hai ancol này là có cùng số nguyên tử carbon, cho nên số nguyên tử carbon trong hai ancol này chính là bằng số mol của CO2 chia số mol hỗn hợp. Ở đây chúng ta tính được là bằng 0,72 chia cho 0,36 bằng 2. Với hai ancol đều có cùng số nguyên tử carbon là 2 thì nó chỉ có thể là ancol ethylic và ethylene glycol tương ứng với C2H5O hạt và C2H4O hạt 2 lần. Vậy chúng ta có công thức của hai ete như sau. Ete đơn chức nó có dạng là RCOCH5. Khi thủy phân trong natri hydroxit thì thu được RCO Na và ancol ethylic. Ete hai chức nó có dạng là R-CO hai lần CH4 thủy phân theo phương trình như trên. Chúng ta đặt A là số mol của ete đơn chức và B là số mol của ete hai chức và chúng ta lần lượt có số mol của natri hydroxit và số mol của hai ancol. Từ đây chúng ta có hệ dựa vào số mol của natri hydroxit tức là A cộng 2B bằng 0,56 và số mol của hai ancol là A cộng B bằng 0,36. Chúng ta tìm được A là 0,16 và B là 0,2. Có số mol của hai ancol rồi thì chúng ta dễ dàng tìm được tổng khối lượng của hai ancol, tức là ở đây 46 nhân với A tương tự số mol của ancol còn lại. Chúng ta tìm được là khối lượng của hai ancol là 19,76 gam. Bài toán yêu cầu là tìm tổng khối lượng của hai muối sinh ra. Ở đây chúng ta có tổng khối lượng của hai ete, khối lượng của natri hydroxit chúng ta cũng tính được và tổng khối lượng của hai ancol chúng ta cũng vừa tính xong. Vậy để tính tổng khối lượng của hai muối thì chúng ta áp dụng cái định luật chúng ta thường dùng, đó là định luật bảo toàn khối lượng. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho trường hợp này thì chúng ta thấy là khối lượng của hỗn hợp muối thì chính là bằng khối lượng của hỗn hợp ete cộng khối lượng của natri hydroxit trừ đi khối lượng của hai ancol là bằng 43,12 gam. Như vậy đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy là giá trị 43,12 gam thì nó gần với giá trị là 43 gam, cho nên A là đáp án đúng. Các em thân mến, chúng ta đã ôn tập xong chủ đề ete và lipid với thời lượng 3 tiết. Thầy chỉ nêu những cái nội dung lý thuyết trọng tâm và giới thiệu cho các em một số bài tập định tính và bài tập định lượng cơ bản. Một lần nữa, thầy xin chúc các em ôn tập thật tốt để có kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.